Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay giới thiệu các bác mẫu xe đạp địa hình Czech Xcaribe 7, một là mẫu xe đạp địa hình cao cấp đến từ dòng Czech, một cái thương hiệu mà cũng khá là nổi tiếng với các bác chơi xe rất là quen thuộc, một thương hiệu cực kỳ là đẳng cấp, được chạy bộ chuyển động Shimano Aceza, bánh 27.5 inch, toàn bộ xe là nhập khẩu nguyên chiếc chính hãng nguyên bản của Bontegu, toàn bộ phần khung thì các bác thấy trên hình. Toàn bộ phần khung là nhôm, loại nhôm siêu nhẹ. Sơn, nước sơn của chiếc xe này còn rất là mới. Chủ cũ họ đi khá là giữ gìn nên là giữ được những cái độ mới chi tiết còn đều rất là tốt. Check thương hiệu rất là quen thuộc với các bác chơi xe này, cực kỳ là nổi tiếng. Model Xcaribe 7. Sử dụng bộ chuyển động Aceza, full bộ chuyển động Aceza, là những cái đồ đeo trên xe như vành hay là cổ phốt cọc yên này vẫn nguyên bản Bontegu, thương hiệu phụ tùng xe đạp sản xuất riêng cho dòng cho tập đoàn Czech nguyên bản. Phần ghi đông của chiếc xe cũng được trang bị bộ tay bấm Aceza ở đây với là 9 tầng lip, 9 sập vít, tương ứng 9 tầng lip, bên này là 3, tương ứng 3 tầng đĩa, cho xe có 27 tốc độ khác nhau. À, bộ phanh dầu Shimano. Và dám sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. À, có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Xe xem đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 42 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 57 cm, từ xe của các bác đi từ khoảng 1m65 đến khoảng 1m75 thì phù hợp. Chiếc xe này được bán với giá mức giá chỉ có là 10.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác có quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.